Nam bố được cho ăn chảo đảo thật đều, sao từ 1 đến 5 phút cho đến khi nhiệt độ con lá đạt khoảng 30 đến 40 độ là được. Rồi ta bắc ra. Nào bó, sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, ta bắc ra, đổ rượu cho đều. Đổ thật đều, đủ ẩm thôi. Nó dùng thìa chuột mà đảo đều lên, đều lá lên. Dụng cụ gồm một tấm vải xô dài 30 phân, rộng 20 phân, hoặc bệnh nhân có thể là dùng một khăn sứ trẻ sơ sinh dài 20 phân, rộng 30 phân. Thầy thuốc hướng dẫn cách đắp thuốc vải xô trước. Làm máu được sao, đổ rượu và trộn đều. Rồi xúc cho tấm vải xô. Rồi dán mỏng nhá. Dán mỏng đều tay. Quấn vuông góc, bốn cạnh. Vuông góc bốn cạnh. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông vừa kích thước của lá, hoặc là một tấm giấy đặt mặt ngoài. Rồi ngửa mặt lá lên. Đây là cách đắp thứ nhất của nhà thuốc. Còn cách gói lá thứ hai, ta dùng một khăn sứ trẻ sinh, lấy kéo cắt một đầu ra, cắt một đầu ra, rồi mở miệng túi ra, xúc lá từ trong chảo cho vào túi. Nào, tôi đặt cho vào túi. Cách 1, cách 2 cũng y như vậy. Ta dàn mỏng lá ra. Dàn thật mỏng lá ra. Gắn ngửa mặt lá lên. Mặt ngoài ta cùng là nót bằng tấm ni lông hoặc là một mảnh giấy đặt ở ngoài. Đây là hai cách gói lá nhà thuốc. Bệnh nhân chọn cách 1 và cách 2 cũng được, rồi đắp vào vị trí bị bệnh. Ta cùng xem hình ảnh chiếc X quang chụp chiếu lại mới nhất của bệnh nhân. Sau gần 2 năm, bệnh nhân điều trị gãy xương, gãy 1/3 trên, xương chảy và xương mác. Kết hợp bệnh nhân bị gãy đầu dưới xương chảy và xương mác. Tổng cộng từ lúc bị đến lúc tháo đinh cho đến nay, bệnh nhân bị gần 2 năm. Đây là phim X quang chụp chiếu lại mới nhất của bệnh nhân. Hình ảnh trên phim thể hiện đầu dưới xương chảy của bệnh nhân, đường gãy có nứt và hở rất là nhiều. Đặc biệt là bệnh nhân đang hiện tượng tiêu xương và tạo khớp giả. Trong gần 2 năm qua, bệnh nhân không đi lại được. Hôm nay, bệnh nhân về với nhà thuốc kết hợp điều trị bằng bó nam, kết hợp cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhuyễn xương, tiên lượng điều trị khoảng từ 2 đến 3 tháng là xương của nhân xà căn và phủ trắng hoàn toàn và liền hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân có thể cử động và đi lại được bình thường. Bác mổ cho tất cả là 30 tháng nhá. Mổ cái này đầu tiên gãy là mổ đấy. Vâng. Là được hơn năm rồi. Hình ảnh bác bị gãy
đầu dưới xương chảy và xương mát nhé. Cái này bác phải gầy một ta trên xương chảy xương mát. Bác một tháo đinh được bao nhiêu ngày rồi? Bao nhiêu tháng không? Đinh thì được có nửa năm rồi. Nửa năm rồi. Hiện tại bác đều xương chảy của bác là bị tạo thuốc giả nhé. Và hiện tượng nứt và tiêu xương nhé. Thì bác phải nhận thuốc cho cháu, phải đặt đắp thuốc uống nhé. Tiên lượng khoảng độ 2-3 tháng mới khoảng hoàn toàn nhé. Cái này là đắp thuốc cho bác. Đắp thuốc trước tiên thì quấn từ 5 đến 3 lượt giấy nhé. Nhớ bác về thương thiếu đi cho cháu nhé. Ra lại này. Bác về bôi nghề từ đây xuống nhé. Thì bán trên cho cháu nhé. Từ đây xuống là thiệt vàng. Thiệt vàng nhé. Bôi dày cho cháu nhé. Bôi nghề tươi. Vâng, nghề tươi. Cho nó nghi không máu mềm cơ, máu từ đây được. Máu từ xuống đây. Thì đang hứa huyết đây mà. Thì từ đây là nuôi xương được, còn đắp thuốc kia là đắp uống thì ca được xương. Nhanh được nhé. Thì điều trị là kiêng rượu bia cho cháu nhé. Bác cái đâu mà gầy xương nặng này này. Bác mổ cái gặp mấy lần? Người ta đang đi. Mổ đấy có một lần đầu, cái lần thứ hai là mổ nhiễm trùng thôi. Người tức mổ nhiễm trùng thôi. Con vẫn thế. Đóng đinh nội tùy à? Không, không nội tùy đâu. Đinh ngoài, ngoài à? Này. Mỗi dàn ngoài thôi. Dàn ngoài. Mỗi lần đầu tiên mổ. Bác mổ bao nhiêu ngày bác hàng hào đinh? Mổ khoảng độ 4 tháng. Bố nhé. Không bó vào chứ gãy à? Bây giờ 5 ngày mà bó tắm rửa nhé. Thì là đóng mắt này. Đóng di chuyển đấy. Để cho bó kiểu bó xung quanh chân đấy. Bó đều chân đấy nhé. Không bó luôn này. Thích bác này. Cái xương này thì mới đầu bó đẩy cái xương. Cái phần này này. Nó mới nhô phần ở trong thì mình bắp này cho xương nó dính ra. Dính nó đều cho mình này. Năm giờ ngày sau mình quấn lấy đắp cả bàn chân cả cổng đồng nhé, quấn xung quanh với mình cái phần nào mà nó cong mình quấn cái này cho xương nó đẩy vào, cho cái xương bắt đang hở mà xương bắt đang hở ra ngoài đây, đắp phần này cho xương nó cứng như này đã. Cái trụ lực của bác là xương mát này nhé, cái xương của bác đang dính cái xương mát mà. Thì 10 ngày sau bác lại quấn xung quanh chân là cháu. Thì giải thích bác nhé, cái xương mát của bác này. Đấy. Thì đang dính bên này. Thì muốn nó xương nó ép cái xương này vào. Thì bác bế cái này để cho kích thích canxi biết kích thích xương liền, mới liền được canxi vào đây. Đấy, nó tạo canxi nó mới can được nhé. Thuốc uống nó đẩy xuống nó lưu thông máu đây là nuôi được cả xương, nuôi được cả ấy là sẽ can được nhé. Vì thuốc uống cho nó nhanh nghiền xương. Cái này bác uống thêm canxi ngoài nhé. Hỏi cái này. Chị được. Vâng. Nhớ là một ngày bác có thể chiều đến bác ngâm cho cháu nước muối này. Đun nà nốt này. Ngày cứu xuống cần cho cháu nhé. Đun lên ngâm nước muối nhé. Ngâm từ đầu cổ xuống cổ chân là cháu. Năng bấy cổ chân nhé. Thì bác đi lại được nhé. Thế bỏ thuốc ra ngâm. Vâng, bỏ thuốc ra ngâm. Ngâm xong rồi có ạ. Ngâm phải có 5 ngày ở miếng. Sao đi lại được. Xong rồi, 5 ngày này. Hôm nay bác xuống tháng thứ 3 đúng không? Ngày trước bác bó thuốc được 2 tháng đúng không? Bác bị gáy đầu dưới xương chảy ở xương mát, dập là nhiều mảnh đúng không? Vậy cho nên ngày trước bác mổ mấy năm rồi xương can nhỉ? Hơn năm hiện tại trên bác mổ. Bác mới cả bác mổ mấy lần nhỉ? Lần đầu với lại lần thứ hai nhiễm trùng chúng hiện tại chân để bó thuốc thì bác đi khá hơn được không? Bác gặp ra gặp vào đi rồi. Bác cái đầm bây giờ bác ngâm nước muối đun nà nốt ngày cứu cần là cháu nhé. Ngâm chân là cháu mỗi ngày năng đúng ngày là cháu. Bác đi cho cháu một vài vòng bằng kia nhé. Kiêng cái bia cháu nhé. Đi lại tốt rồi phải kiêng cái bia cháu. Bác đi cho một vòng dài kia nhé. Nên tỉnh dốc là quay lại đâu. Vâng.
Bác đi ra dưới đường à cháu? Đấy, đi dưới đường à cháu, cho nó lấy hình ảnh mà. Hằng ngày bác có năng đi lại không? Hằng ngày bác có năng đi lại không? Ừ, phải năng đi lại à cháu? Vâng, phải này điều trị tiếp mới khỏi được. Bác bị hơn năm rồi, xương không can, đi lại là khá hơn rồi. Đi thẳng đi cháu, đi thẳng ở đây. Bác đi tiếp vào vòng nữa, bác đi thẳng dốc của cháu nhé. Đi tiếp vòng nữa cháu. Bác đạp được xe đạp là tốt. Vâng, cho nó mềm cái cổ chân nha. Đúng rồi. Dạ vâng, cho mềm cổ chân, bây giờ cổ chân bác hơi cứng đấy. Cháu nhé. Vâng, cảm ơn bác. Cảm ơn bác nhé. Bác cháu đi cùng. Cảm ơn.